Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 05 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025, kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phát triển đảng viên cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, kết quả công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong thời gian qua. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên được các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện, đảm bảo nghiêm túc hiệu quả, số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Tính từ đầu năm 2021 đến hết tháng 7, toàn Đảng bộ kết nạp được 176 đảng viên, đạt 58,7% kế hoạch năm. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá kết quả việc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên, làm rõ những kết quả, thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế, cũng như cách làm hay, hiệu quả cho công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng có số lượng kết nạp đảng viên mới đạt kết quả cao trong thời gian qua đã chia sẻ cách làm tại các đơn vị mình, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi công tác phát triển đảng viên trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.